mặt 6 nhóm căn cứ quân sự Mỹ bao vây Trung Quốc. Đầu tiên là nhóm căn cứ ở khu vực Đông Bắc Á, thủ phủ là căn cứ Hải quân Yokosuka của Nhật Bản, được thiết lập để đối phó với những thách thức đến từ Trung Quốc, Triều Tiên và Tây Bắc Thái Bình Dương. Nhóm căn cứ này hiện có 181 cơ sở quân sự các loại, trong đó Nhật Bản có 140, Hàn Quốc có 41 trong thời chiến, quân đội Mỹ đóng tại khu vực này có thể sử dụng hơn 30 cảng với sức chứa hơn 1.300 tàu chiến các loại, lượng giãn nước khoảng 9,3 triệu tấn. Nhóm căn cứ đảo Guam Nằm ở cực nam của quần đảo Marina, cách eo biển Đài Loan, Biển Đông, bán đảo Triều Tiên khoảng 3.000 km. Căn cứ quan trọng nhất trong nhóm này là căn cứ không quân chiến lược Andersen đây là nơi đặt bộ tư lệnh không quân số 13 của Mỹ do đó máy bay ném bom chiến lược như B-52H, B-1, B-2B2 cất cánh từ đây có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại khu vực châu Á Thái Bình Dương trong vòng 12 giờ hiện nay căn cứ Andersen triển khai 15 máy bay B-52 và 64 tên lửa hành trình phóng từ trên không có thể bao phủ toàn bộ châu Á Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai chiến tranh Triều Tiên Việt Nam và vùng Vịnh căn cứ này đều là nơi đóng của lực lượng máy bay ném bom hạng nặng Tờ The Daily Telegraph của Anh từng cho rằng Mỹ dự định chi lớn để xây dựng Guam thành một căn cứ quân sự cao cấp nhằm kiềm hãm sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đồng thời, đây là lần đầu tiên Mỹ đầu tư nhiều nhất vào căn cứ quân sự từ Chiến tranh Thế giới II đến nay. Nhóm căn cứ Đông Nam Á Thời Chiến tranh lạnh, nhóm căn cứ Đông Nam Á lấy căn cứ Hải quân Vịnh Subic và căn cứ Không quân Clark của Philippines làm nòng cốt, nguyên là một vòng trong mối quan hệ chủ đạo của Mỹ nhưng sau khi căn cứ hải quân Vịnh Bích giao lại cho Philippines vào tháng 11 năm 1992, Mỹ mất đi vòng quan trọng này của chuỗi đảo. Tuy nhiên, với việc Mỹ càng ngày càng cảnh giác cao đối với sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc, quân đội Mỹ cho rằng Philippines là một đoạn mỏng yếu nhất trong chuỗi đảo thứ nhất bao quanh Trung Quốc. eo biển Pasig qua Philippines và Đài Loan là đường tắt để tàu ngầm Trung Quốc ra Thái Bình Dương tháng 4 năm 2014, Philippines và Mỹ ký một phần hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Philippines trong thời gian 10 năm. Nhưng do một số vấn đề về pháp lý khiến Philippines không thể thực hiện hiệp ước này. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, tòa án tối cao của nước này quyết định EDCA phù hợp với hiến pháp. Điều này có nghĩa là cản trở về luật pháp hiệp định đã được loại bỏ. Cùng ngày, tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Los Angeles của Mỹ cũng đã đến Vịnh Subic. Ngoài Philippines ra, những năm gần đây, Mỹ còn thiết lập căn cứ hải quân tại Changi, tại Singapore. Phía Tây có thể đến với Ấn Độ Dương, Biển Ả Rập để tăng cường hỗ trợ quân đội Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Phía Đông có thể giám sát tình hình Biển Đông và xung quanh eo biển Đài Loan bất cứ lúc nào và giúp cho kết cấu chuỗi của quân đội Mỹ trong kết cấu một tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc, Okinawa, Đài Loan, Philippines, Singapore trở nên hoàn chỉnh hơn. Nhóm căn cứ Trung Á Khu vực Trung Á nằm sâu trong vùng lục địa Âu Á, nằm giữa hai nước Trung Quốc và Nga, ban đầu không có sự hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng sau sự kiện 11 tháng 9, với cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã lôi kéo các nước Trung Á thực hiện bước đột phá chiến lược tại khu vực này và nhiều nước đồng ý cho quân đội Mỹ thiết lập căn cứ quân sự và mở không phận. Lần lượt sau đó là quân đội Mỹ được phép đóng quân tại các căn cứ như Manas của Kyrgyzstan và Hanabat của Uzbekistan. Kể từ đó, khu vực này trở thành pháo đài đông tiến vào phía tây ra của Mỹ. Căn cứ không quân Manas nằm ở ngoại ô thành phố Bishkek của Kyrgyzstan, ban đầu là sân bay dân sự. Sau khi Mỹ phát động chiến tranh Afghanistan vào năm 2001, Mỹ thuê sân bay quốc tế Manas và mở rộng thành căn cứ không quân với đầy đủ chức năng. Kể từ đó, đây trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Á. Nhóm căn cứ Ấn Độ Dương Căn cứ duy nhất của quân đội Mỹ tại Ấn Độ Dương nằm ở Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Căn cứ này nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương, có thể hỗ trợ Trung Đông và Vịnh Ba Tư, giám sát và kiểm soát khu vực biển Ấn Độ. Căn cứ này chiếm 27 km vuông với 1.500 binh sĩ. Diego Garcia có đường băng dài hơn 3.600 m, bãi dương máy bay rộng 370.000 m2 có thể sử dụng cho hơn 100 chiến đấu cơ. Đây là căn cứ quân sự duy nhất có máy bay ném bom chiến lược không cần tiếp nhiên liệu vẫn có thể tiến hành can thiệp quân sự đối với phía đông và phía tây bán cầu. Được biết trong chiến tranh Iraq năm 2003, sáu máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã bí mật triển khai đến Diego Garcia. Cảng của căn cứ này có một cầu tàu cơ giới. Với hai tiếng giao thông nước sâu, có thể neo đậu cho tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và đội tàu tiếp tế vật tư tác chiến. Có thể nói sau nhiều năm hoạt động, Diego Garcia đã trở thành đảo quan thứ hai của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, là tàu sân bay bất động của Mỹ tại Ấn Độ Dương. Nhóm căn cứ Australia Hiện cơ sở căn cứ quân sự Mỹ tại Australia không nhiều, chủ yếu là trạm dẫn đường, trạm theo dõi hàng không vũ trụ, trạm thông tin liên lạc của hải quân, dùng để giám sát các cuộc thử nghiệm hạt nhân của các nước như Trung Quốc, Nga, cũng như phục vụ lực lượng không gian của Mỹ. Chẳng hạn, đại đội cảnh báo vũ trụ số năm của Mỹ có 200 quân đóng tại khu vực Trung Nam của Australia. Nhiệm vụ của lực lượng này là sử dụng vệ tinh theo dõi hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Nhưng đáng chú ý là thông tin do phương tiện truyền thông Mỹ tiết lộ vào tháng 4 năm 2012, quan chức hai nước Mỹ và Australia đã xem xét việc triển khai máy bay chống ngầm B-8 và máy bay trinh sát không người lái Global Hawk. Về vấn đề này, có chuyên gia quân sự phân tích cho rằng, nếu Mỹ triển khai Global Hawk hay B-8A tại đảo Cocos, toàn bộ eo biển Malacca, biển đông phía đông bắc của Ấn Độ Dương chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi giám sát của nó, bù đắp cho lỗ hỏng tại Diego Garcia và sẽ hoàn chỉnh việc liên kết nhóm căn cứ của Mỹ tại Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, từ căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản, đảo Guam, căn cứ Changi của Singapore, đến căn cứ Darwin, quần đảo Cocos của Australia, căn cứ Diego Garcia.